Ok, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài mới nha. Thì tuần vừa rồi chúng ta đã kết thúc cái chủ đề rồi, một chủ đề ha. Khối 10 chúng ta có tổng cộng 4 chủ đề, mỗi chủ đề sẽ chia làm bao nhiêu một số bài đó. Như vậy thì hôm nay thầy sẽ bắt đầu một cái chủ đề mới. Chủ đề của chúng ta là nằm ở chương cuối cùng, đó là chủ đề về mạng máy tính. Thì chủ đề về mạng thầy gom thành một chủ đề, nhưng thật sự nó có tổng cộng là 3 bài ha, cũng giống như là những chủ đề khác, một chủ đề nó sẽ bao gồm nhiều bài, chúng ta nói chung như vậy để chúng ta dễ học. Thì chủ đề của chúng ta bao gồm 3 bài là mạng máy tính, mạng thông tin toàn cầu và internet, một số dịch vụ cơ bản của internet ha. Chúng ta thì vừa học vừa thực hành vừa tìm hiểu, có nhiều cái rất là hay và nó rất hữu ích trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay thầy sẽ đi vào cái chủ đề mạng máy tính và cái phần đầu tiên ha, thầy gọi là phần thì có thể các bạn hiểu là bài hay gì đó vân vân cũng được ha. Nói chung mình gọi là chủ đề đi cho nó dễ ha. Ok rồi. Cái đầu tiên mà thầy muốn các bạn tìm hiểu, các bạn muốn tìm hiểu đó là về mạng máy tính. Như vậy thì bạn nào biết mạng máy tính là gì? Đối với các bạn thì thầy nghĩ là mạng máy tính thì cũng không quá xa lạ với chúng ta, bởi vì chúng ta sử dụng hàng ngày ha. Không phải mình cứ lên chiếc máy tính mình làm việc, mình lên mạng thì mới gọi mới nó thì mới có thể gọi là chúng ta lên làm việc trên mạng máy tính. Không phải, khi các bạn cầm một chiếc điện thoại lên, các bạn lên Facebook, các bạn lên Zalo hay vân vân gì đó, thì cũng là chúng ta đang sử dụng mạng một cái mạng máy tính ha. Ok rồi. Như vậy thì mạng máy tính là gì thì chúng ta đi vào tìm hiểu ha. Các bạn thấy nó dễ hình thì chắc các bạn hình dung được rồi chứ gì, đúng không? Rồi, mạng máy tính là gì thì người ta khái niệm như vậy. Mạng máy tính nó là một tập hợp của các máy tính được kết nối với nhau theo một cái phương thức nào đó, sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu nha, dùng chung thiết bị. Rồi, như vậy các bạn cứ hình dung như vậy, khi các bạn lên phòng máy thì thực hành, thì cái này các bạn quen quá rồi đúng không, lên nó chơi game suốt luôn. Khi chúng ta lên phòng máy thực hành thì dữ liệu các bạn có thể chia sẻ lẫn nhau một cách dễ dàng. Thì các máy tính đó muốn chia sẻ được thì rõ ràng nó phải được kết nối lại với nhau. Thì lát nữa kết nối như thế nào thì lát nữa thầy sẽ nói và các bạn sẽ hình dung được rất là dễ ha. Như vậy các máy tính kết nối lại với nhau, mà các máy tính này khi kết nối lại thì chúng có thể trao đổi dữ liệu lẫn nhau. Giả sử bây giờ các bạn có một bản nhạc nghe hay quá, nó nói, ê, tôi gửi cho bạn file này bạn nghe thử đi đó. Như vậy làm sao bạn gửi cho file từ máy tính này qua máy tính kia, làm sao chúng nó làm sao cái chiếc máy tính đó có thể phát được cái bản nhạc mà bạn gửi. Như vậy thì mạng máy tính nó sẽ giải quyết vấn đề này cho chúng ta, tức là gì, chia sẻ dữ liệu, trao đổi dữ liệu, dùng chung thiết bị. Dùng chung thiết bị là sao? Bây giờ ví dụ giả sử các bạn đang làm việc ở một công ty, giả sử cái các bạn làm việc ở một công ty thì ví dụ như là phòng kế toán chẳng hạn này, giả sử như cái phòng kế toán của các bạn ha có 10 nhân viên, công ty sẽ trang bị cho các bạn là 10 chiếc máy tính. Bây giờ nhu cầu in ấn làm văn bản, ví dụ in ấn đơn hàng hay là làm bản báo giá vân vân, bắt buộc nhân viên nào cũng phải cần, rồi in sổ sách này kia vân vân. Như vậy thì không lẽ là công ty phải đầu tư cho mỗi người một cái máy in? Thì như vậy thì chúng ta chỉ cần mua một cái máy in thôi, và cái máy in đó chúng ta chia sẻ trong cái mạng của các bạn, cái mạng tại cái phòng làm việc của các bạn. Như vậy thì bất cứ ai cũng có thể in được cái máy in đó. Thì cái này người ta gọi là dùng chung thiết bị. Dùng chung thiết bị. Cái phần dùng chung thiết bị nó rất là hay. Ví dụ như các bạn có thể xây dựng nha, một cái gọi là cái một cái media center hay là data center ở nhà. Trên cái đó là một cái thiết bị chứa nè video clip nè, chứa hình, chứa nhạc nè. Để chi? Bây giờ tất cả các thiết bị đều có thể kết nối đến đến kết nối đến thiết bị dùng chung. Vậy thì các bạn có laptop nè, các bạn có điện thoại nè, các bạn có máy tính bảng nè. Như vậy thì nhạc phim gì đó vân vân các bạn chỉ để ở một nơi, và các thiết bị này khi cần phát chỉ cần kết nối đến đến cái thiết bị đó, thiết bị dùng chung đó và phát. Rất là hay nha các bạn. Hồi xưa thầy đã từng làm thử một cái D gọi là D
DNDN LA server, các bạn lên mạng. Mà sau này chúng ta học, chúng ta có nhiều bài tập, các bạn thấy chúng ta làm rất là dễ và không có khó và rất là dễ sử dụng ha. Thì nếu có cơ hội thì thầy sẽ demo cho các bạn xem. Ok, được chưa? Như vậy các bạn khái niệm được chưa? Thế nào là trao đổi dữ liệu, thế nào là dùng chung thiết bị. Ok ha. Rồi, đây một số hình ảnh, một số hình ảnh về cái mạng này, các bạn thấy không? Đây là cái mạng trong một công ty. Thì các bạn nhìn nè, các bạn nhìn ha, các máy tính nó kết nối với nhau, và ở bên bên góc phải trên các bạn thấy một cái ô vuông 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 đó không? Đó gọi là cái nơi lưu trữ dữ liệu dùng chung của tất cả các máy tính. Như vậy thì các máy tính chỉ cần kết nối vào đó là có thể truy cập được dữ liệu. Ví dụ máy A làm việc, máy A giữ gửi dữ liệu lên đó thì máy B, máy C, máy D đều có thể vào đó để xem cái dữ liệu đó, chia sẻ qua mạng, rất là hay. Như vậy các bạn thấy một điều là chúng ta làm việc với mạng máy tính rất là hiệu quả ha, rất là hiệu quả. Cũng giống như bây giờ các bạn học online, rõ ràng là các bạn chat với thầy qua cái Google Classroom, thầy gửi file cho các bạn. Nếu không có mạng thì chúng ta không thể nào thực hiện được tiết học như vậy nha. Vì cái mạng máy tính nó rất là quan trọng. Ok ha. Rồi, như vậy thì mạng máy tính bao gồm những cái gì? Thứ nhất là các máy tính. Nhưng mà các máy tính thì nói như vậy thì nó chưa đủ, tại vì hồi xưa mạng máy tính là chỉ có máy tính kết nối trên mạng. Còn ngày nay thì sao? Các bạn có thể ngồi máy tính các bạn học, các bạn có thể dùng điện thoại các bạn học, có thể các bạn cũng có thể dùng thiết bị di động hay như là máy tính bảng các bạn học, vân vân. Như vậy thì bây giờ ngày nay cái chỗ các máy tính đó, các bạn phải cho thầy thêm một ý nữa là gì? Các máy tính và thiết bị. Thiết bị cũng có thể xem là một cái thiết bị để truy cập học tập làm việc, như là máy tính bảng ha, vân vân, được chưa? Ok ha. Rồi, thành phần thứ hai là cái thiết bị đảm bảo kết nối giữa các máy tính với nhau, thì có thể là dây, có thể là không dây, vân vân. Và như vậy các bạn đã có các máy tính rồi, các bạn có các thiết bị để kết nối rồi. Ví dụ như dây đi, các bạn để ý là khi các bạn lên phòng máy, các máy tính thực chất là đều có một sợi dây nối từ cái máy tính các bạn ngồi thực hành đến một cái thiết bị. Thiết bị đó có kết nối máy của thầy. Chính vì vậy thì thầy gửi file xuống cho các bạn một cách nhanh chóng, rất là dễ dàng. Thầy thu hồi những cái bài tập các bạn làm về máy thầy rất là nhanh chóng nha. Có một sợi dây thì cái đó kết nối, có dây không dây lát nữa mình sẽ bàn sao ha. Rồi, như vậy thì một chiếc máy tính mà có thiết bị kết nối, có các máy tính rồi, thì cần cái gì các bạn? Chúng ta phải có cái phần mềm để thực hiện việc kết nối giao tiếp giữa các máy tính, đúng không? Ví dụ như các bạn chat Zalo với nhau đi, hay là các bạn chat Messenger đi, Messenger qua Facebook Messenger. Như vậy thì bạn bấm, ê, đi uống cà phê không? Enter, cái bên kia nhận được. Như vậy thì cái phần mềm để cho chúng ta tương tác, gửi tin nhắn đó, đó là phần mềm cho phép thực hiện giao tiếp giữa các máy tính. Nếu không có phần mềm đó thì mình nhắn tin cho bạn mình bằng cách nào? Như vậy thì ba cái này người ta gọi đây là các thành phần trong mạng máy tính. Như vậy thì 21 ai và có hỏi mình là mạng máy tính bao gồm những thành phần nào? Phải trả lời được nha. Máy tính, những thành phần nào trong mạng máy tính? Những thành phần nào nằm trong mạng máy tính thì chúng ta phải biết là chúng ta có ba thứ. Thứ nhất là hệ thống các máy tính, cái thứ hai là các thiết bị đảm bảo kết nối, và cái thứ ba là phần mềm. Phần mềm đó làm gì? Cho phép chúng ta giao tiếp giữa các máy tính với nhau. Nhớ câu hỏi ha. Mạng máy tính bao gồm các thành phần nào sau đây? Coi chừng có nằm trong câu kiểm tra. Rồi, ok, chúng ta đi tiếp ha. Rồi, cái điều thứ hai thầy muốn chia sẻ với các bạn đó là phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. Như vậy phương tiện là gì? Giao thức truyền thông là gì? Thì phương tiện truyền thông ở đây là người ta nói tính là phương thức kết nối. Phương tiện truyền thông có nghĩa là phương thức kết nối các máy tính và thiết bị trong hệ thống mạng. Như vậy thì phương tiện truyền thông thì nó bao gồm hai loại. Thứ nhất là gì? Máy bạn và máy thầy kết nối qua một sợi dây ở trong phòng máy, thì người ta gọi là kết nối có dây. Máy bạn, hiện giờ các bạn đang học, các bạn ngồi qua chiếc điện thoại, các bạn không sử dụng máy tính. Thầy ngồi đây, thầy sử dụng chiếc laptop, thầy hướng dẫn các bạn. Thì laptop thầy không có cắm dây tới bạn được. Thì chúng ta kết nối qua
wifi từ thầy, wifi thầy ra dây ở ngoài tới cho bạn, rồi các bạn lại kết nối qua wifi. Như vậy thì đó là phương thức không dây. Như vậy một cái hệ thống thì chúng ta có hai phương thức kết nối, đó là phương thức kết nối có dây ha, phương thức kết nối có dây. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái phương thức kết nối có dây ha. Phương thức kết nối có dây thì là phương thức như thế nào, để tìm hiểu ha. Đó các bạn thấy không, chúng ta có bốn chiếc máy tính, thì bốn chiếc máy tính đó nó sẽ có bốn sợi dây nó kết nối vô một cái cục, cục đó gọi là cái cục húp. Sau này cái cục húp đó được phát triển lên có thêm một số chức năng, người ta gọi là switch ha. Các bạn không để ý khi các bạn lên phòng máy, các bạn để ý kỹ là sau mỗi cái thùng máy các bạn luôn có một sợi dây. Sợi dây đó nó đi lòng 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 vòng vòng xuống dưới đất, nó xuống và nó đi đến dưới chân cái bàn của máy của thầy đó, có mỗi cục, thì cục đó gọi là cục switch, cục húp. Nếu bạn nào để ý các bạn sẽ thấy ha, cái cục mà có đèn chớp 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 liên tục đó, đó cái chớp 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 đó là do tín hiệu điện các bạn, tín hiệu từ máy các bạn gửi tới máy thầy đó. À như vậy thì trên phòng máy của chúng ta là kết nối có dây. À, như vậy bạn nào mà lên phòng máy xin thầy wifi thì bạn nói là kết nối không không dây. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về kết nối có dây ha. Có dây thì kết nối có dây thì kết nối có dây thì chúng ta sử dụng một cái cáp, cáp truyền thông, có thể là cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp quang. Thì ba cái loại cáp cơ bản người ta hay sử dụng đấy là cáp xoắn đôi, cáp đồng trục và cáp quang. Cái truyền hình cáp của các bạn người ta xài cái đó gọi là cáp đồng trục đó. Bạn nào mà ở nhà sử dụng truyền hình cáp của HTV, HTV hay là HTVC gì đó, người ta có mỗi cục có sợi dây kéo từ ngoài vô, thì cái sợi dây màu trắng to to à, cái đó gọi là cáp đồng trục. Còn cáp xoắn đôi là gì? Cáp xoắn đôi chính là sợi dây mà nối từ máy các bạn đến máy, cái cục switch trong cái phòng máy của mình ha, thì là cáp xoắn đôi. Thì các bạn xem từng cái ha. Còn một loại thứ ba gọi là cáp quang. Cáp quang thường là một cái sợi dây quang, thì công ty nào mà có đầu tư nhiều á, thì người ta mới sử dụng cáp quang, còn không thì người ta sử dụng cáp cáp xoắn đôi ha, hoặc là cáp đồng trục. À, còn cáp quang là những sợi dây quang nó đi bên ngoài, à, từ cái modem của mình đi ra ngoài, thì người ta xài cáp quang. Tại sao xài cáp quang? Lát nữa các bạn sẽ biết cái ưu điểm đó ha. Ok, giờ thầy cho các bạn xem nè. Đây, cái này gọi là cáp đồng trục nè. Đó, truyền hình cáp xài này nhiều. Các bạn thấy cái lõi giữa không? Cái lõi giữa chính là cái lõi để truyền tín hiệu, nó rất là cứng nha các bạn. Nha. Rồi, loại thứ hai là loại này nè, mở ra nó tổng cộng có 8 sợi dây nhỏ bên trong. Sau này nếu có thời gian có điều kiện thì hướng dẫn các bạn bấm sợi dây cáp mạng rất là dễ, dễ lắm các bạn nha. Cái này gọi là cáp xoắn đôi, thì trên phòng máy chúng ta xài cáp xoắn đôi ha. Một cái loại nữa các bạn nhìn cái tua trong đó là gì, thực sự đó là những cái tia sáng. Thì cáp quang là gì? Cáp quang là cái cáp mà chúng ta truyền tín hiệu qua một sợi dây gọi dây quang, bên trong nó rất là mỏng, nó mỏng hơn sợi chỉ luôn. Thì tín hiệu truyền đó không phải tín hiệu điện mà là tín hiệu ánh sáng, nó truyền chính vì vậy tín hiệu ánh sáng nó đi tốc độ. Các bạn biết tốc độ của ánh sáng là gì, nó đi rất nhanh. Như vậy tại sao người ta nói là cáp quang, chúng ta xài tốc độ đi nó nhanh hơn là như thế đó. À, thường thì cáp quang là người ta chỉ xài cho các cái trụ bên ngoài, người ta xài cáp quang nó truyền rất là nhanh ha. Mà cái công nghệ cáp quang thì nó phức tạp hơn cái cáp xoắn đôi và cáp đồng trục, vì là chúng ta không thể bẻ gãy. Nếu chúng ta bẻ gãy cái một sợi dây cáp quang lập tức là nó sẽ đứng tín hiệu và không thể truyền được ngay nha. Đó, vì vậy thì công nghệ để kết nối không dây, công nghệ để kết nối có dây thì nó phải dùng nhiều cáp, trong đó cái ba loại cáp chính là cáp đồng trục nè, cáp xoắn đôi nè, và cáp cáp quang ha. Như vậy chúng ta biết được cái dây này ha. Mai mốt có điều kiện thầy sẽ lấy dây lên phòng máy cho các bạn xem luôn, thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn bấm một sợi dây cáp xoắn đôi, tại vì cái này là cái rất là phổ dụng ha. Còn cáp quang là phải muốn làm, muốn nối hai sợi dây đó phải có cái máy, máy hàng quang. Cái đó rất là đắt tiền, chúng ta không có. Rồi, ok. Thì nè, nhìn đi, các bạn nhìn ha, cái húp đó, cái húp dưới chân thầy hồi mỗi lần mà thầy ngồi trên phòng máy các bạn thấy không? Để tham gia vào mạng, máy tính cần có vĩ mạng được kết nối với cáp mạng nhờ giắc cắm. Thì tức là cái dây mạng chúng ta cắm vào trong cái máy tính của các bạn á, thì bên trong nó có một cái vĩ mạng hay là người ta gọi là cạc mạng á, là có cái lỗ mình cắm vô ha. Rồi từ cái đó sợi dây đó nối vào trong cái húp này, cái húp hình hình số 4 con nhìn đi, thì từ cái húp này sẽ có sợi dây nối từ đây vào máy tính thầy. Như vậy tất cả các máy tính nó nối vào trong cái húp này, và thầy cũng có một cái máy tính kết nối vào đây, chúng ta toàn bộ kết nối vào cái trung tâm này để chia sẻ trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị
À, thì cái húp này rất là hay. Cái húp này, cái húp sau này người ta sử dụng là gọi là cái switch á, thì nó là giống như là cái bộ xử lý trung tâm của tín hiệu, các tín hiệu ở các máy tính trong hệ thống mạng. À, còn cái bộ định tuyến là gì? Bộ định tuyến là gì? Khi tín hiệu từ ngoài internet đưa vô máy tính trong hệ thống của mình và tín hiệu từ bên trong của mình đi ra ngoài internet thì phải qua một cái bộ, người ta gọi là bộ định tuyến. À, hồi xưa nó gọi là modem, cũng có sau này người ta gọi là router, modem router ha. Thực chất hai cái này nó cũng có những cái chức năng khác nhau nhất định, nhưng mà chúng ta cứ hiểu nó là modem đi. Rồi thì bộ định tuyến này là gì? Cái máy bàn hay của các bạn thì sẽ kết nối vô bộ định tuyến này. Bộ định tuyến này sẽ là gì? Làm nhiệm vụ đẩy mã hóa tín hiệu, đẩy tín hiệu từ trong mạng ở nhà các bạn đi lên internet, và người ta gửi dữ liệu, ví dụ như là gửi một cái mail vô các bạn, thì bộ định tuyến này sẽ giúp các bạn nhận những tín hiệu và giải mã đưa xuống hệ thống máy tính các bạn. À, được chưa? Thì cái bộ định tuyến này là cái bộ định tuyến, và cái tuyến là cái đường là nó sẽ nhận và gửi tín hiệu ha. Ví dụ các bạn nói là bây giờ thầy ơi em sử dụng qua một cái wifi, thì như vậy cái wifi nó sẽ nói sao? Như vậy thì ở ngoài đi vô bộ định tuyến, từ bộ định tuyến và nối vào trong cái wifi, từ wifi mới phát xuống cái điện thoại, cái máy tính của các bạn. Đó là cách thức kết nối. Nếu mà có điều kiện, có thời gian thì hướng dẫn các bạn kết nối thử một cái bộ định tuyến và một cái wifi ha. Sau này thầy thấy là rất nhiều bộ định tuyến kết hợp cả wifi. Ở nhà thầy giống Viettel nó cung cấp cho thầy là cái bộ định tuyến có wifi luôn, khỏi phải mua wifi nữa, là trong bộ định tuyến này là nó có luôn wifi luôn, thì người ta gọi nó là router. Sau này thầy thấy người ta là thiết bị nó tích hợp kiểu này rất là nhiều ha, nó gọn đó. Như vậy thì các bạn hiểu được cái việc kết nối không dây ha, hệ thống các máy tính, dây kết nối và bộ định tuyến hấp, được chưa? Các máy tính kết nối, phần mềm dùng để giao tiếp ha. Thì cái đó là cái phương tiện kết nối có dây. Bây giờ thầy sẽ qua một cái bố trí máy tính trong mạng thì nó có thể rất là phức tạp. Rồi, bố trí máy tính trong mạng ha, chúng ta qua cái phần bố trí máy tính trong mạng thì nó có thể có rất là phức tạp. Nhưng tổ hợp của ba cái kiểu bố trí thì nó như sau, các bạn nhìn ha. Tức là các máy tính này nó kết nối như sao? Cái cách kết nối giữa các máy tính thì nó chia làm ba kiểu, là kiểu đường thẳng, kiểu vòng, kiểu hình sao. Thì các bạn nhìn nè, nhìn nè, đây đây được gọi là kiểu đường thẳng. Đường thẳng là gì? Có một sợi dây chính, các máy tính đều kết nối vô dây đó. Ở phòng máy chúng ta không sử dụng cách này ha. Loại thứ hai, đây là kiểu đường thẳng ha. Loại thứ hai kiểu vòng, A kết nối B, B kết nối C, C kết nối D. Thì cái kiểu này các bạn nên nhớ là giả sử chúng ta đứt dây giữa một hai cái máy thì lập tức chúng ta phải đứt nguyên hệ thống mạng, các máy tính nó bị đứt ngay. Là ví dụ như là từ A, B, C, D mà đứt giữa A với D là cái là A, D không gửi tín hiệu nhau được liền ha. Thì người ta cũng không sử dụng cái này. Kiểu này gọi là kiểu vòng, ring, kiểu hình ring, vòng. Loại thứ ba là kiểu hình sao. Đây đây là cái sa, có nghĩa là nó là kiểu hình sao, có nghĩa là tất cả các máy tính nó đều kết nối vào một cái switch hay một cái hub như phòng máy mình đang làm. Trên phòng máy mình làm kiểu này thì một máy tính có bị hư thì các máy tính nó sẽ không ảnh hưởng. Rõ ràng một điều là khi các bạn thực hành trên phòng máy, nếu một cái máy tính nào bạn bị hư, không vào mạng được, không gửi dữ liệu được, thì các máy kia vẫn làm việc một cách bình thường. Cho nên là cái kiểu hình sao nó rất là ưu thế, cho nên là chúng ta sử dụng cái kiểu này. Và hiện nay ở các công ty đều sử dụng theo kiểu hình sao hết. Cái kiểu đường thẳng và cái kiểu vòng á, là hồi xưa cách đây mười mấy 20 năm về trước người ta mới sử dụng thôi. Nó không có, nó ưu điểm có nhưng mà nó có quá nhiều nhược điểm, thành ra người ta không sử dụng cho đến ngày nay. Và cái ngày nay người ta sử dụng cái kiểu là kiểu hình sao rất là nhiều ha. Rồi, phương tiện và giao thức truyền thông máy tính và kiểu kết nối không dây. Nãy giờ chúng ta đang nói cái kiểu kết nối có dây ha. Thứ nhất là hệ thống máy tính nè, thiết bị kết nối nè, phần mềm giao tiếp nè, các loại dây để kết nối nè, các kiểu bố trí máy tính trong mạng kết nối có dây nè ha. Bây giờ mình sẽ nói tới cái không dây. Thì cái phương tiện không như cái phương pháp, cái phương tiện kết nối không dây này ngày nay nó rất là phổ biến, và hầu như là chúng ta triển khai rất là nhiều. Thậm chí thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng đang xây dựng một cái thành phố gọi là thành phố thông minh,
các bạn đi bất cứ nơi đâu cũng có wifi ha. Toàn bộ là kết nối không dây rất là nhiều. Rõ ràng điều là cái việc mà kết nối không dây ngày nay rất là phổ dụng, thì các bạn hiểu rồi đó, biết rồi đó, muốn kết nối không dây thì chúng ta phải kết nối vào một cái cục phát wifi, người ta gọi là access point. Access point có nghĩa là điểm truy cập. Thì kết nối không dây là gì? Nó có khả năng kết nối các máy tính ở mọi nơi, mọi thời điểm mà không cần những thiết bị kết nối phức tạp, đúng không? Ví dụ giả sử giờ này các bạn không phải là ngồi ở nhà, mà các bạn đang ngồi ở một cái quán cà phê, thì tới giờ này là giờ tiết 1 chúng ta học, ngày tiết 2, tiết 3, 4, 5 đó, vân vân. Các bạn chỉ cần bật điện thoại lên, kết nối wifi của quán cà phê, các bạn có thể học được không? Vẫn học được như bình thường. Các bạn vẫn vào YouTube, các bạn coi clip của thầy ha, kết nối không dây. Nó rất là tiện lợi. Thì cái kết nối không dây, người ta nói tới một cái điểm truy cập không dây là WAP. Thì nó thông qua một cái bộ định tuyến, cái bộ đó là bộ wifi đó. Các bạn mua cái wifi đó thì các bạn sẽ thấy là gì, đó là cái nơi mà mình đã truy cập vào, và internet từ ngoài cũng vào nó luôn. Ngày xưa người ta tách ra hai cái riêng nha các bạn, một cái là modem, là bộ định tuyến, còn cái thứ hai là cái wifi riêng. Cái wifi chỉ có cung cấp cái kết nối không dây tại cái chỗ đó thôi, còn ngày nay người ta gom hai cái này lại thành một cái thiết bị chung luôn, là cũng gọi là bộ định tuyến ha, tại nó tích hợp với phần định tuyến trong đó, được chưa? Cái thứ hai là gì, để kết nối không dây máy bàn cũng kết nối không dây được. Máy bàn cũng kết nối không dây được, tức là người ta có những cái gọi là vĩ mạng hay cạc mạng. Các bạn nhìn trên cái hình bên tay phải á, các bạn thấy là gì, khi gắm cắm cái đó vào trong chiếc máy tính, bên trong máy tính nha, thì hai cái vàng vàng này nè, thực chất nó là hai hai vàng vàng trong cái hình vĩ mạng á thầy. Ở đây thầy không thì ở đây thì chùa, các bạn nhìn đây nè, đây là hai này nè, thật sự cái hai cái này là hai cái cục để nối với hai cái anten, chính là cái thu phát sóng wifi, thành ra máy bàn vẫn xài wifi được ha. Cho nên là gì, cái kết nối không dây nó được cái tiện là không có dây nhợ lằng nhằng, dễ thiết lập nữa. Hồi xưa thiết lập khó lắm, mà bây giờ thì rất là dễ rồi, bây giờ mọi cái đều quá dễ ha. Ok, đó là kết nối không dây. Rồi bây giờ mình qua một cái phần là gọi là giao thức. Thì giao thức là gì, hồi nãy mình nói tới phương tiện là phương tiện kết nối có dây và không dây. Giao thức là gì, thì ví dụ các bạn là người Việt, thầy nói các bạn hiểu, các bạn nói thầy hiểu. Giả sử các bạn là người Anh, thầy là người Việt, các bạn nói tiếng Anh, thầy nói tiếng Việt, thì làm sao thầy với các bạn giao tiếp được? Như vậy thì chúng ta đòi hỏi phải có một cái ngôn ngữ chung. Như vậy thì các máy tính muốn giao tiếp được cũng đòi hỏi một cái ngôn ngữ chung. Thì cái ngôn ngữ đó gọi là cái giao thức, tức là phương thức giao tiếp giữa các máy tính. Giao tiếp để làm gì? Để có thể trao đổi dữ liệu với nhau, gửi tin nhắn nè, gửi video nè, gửi mail nè, làm việc chung với nhau trên mạng, là cùng nhau chơi game online vân vân. Thì đó, thì như vậy các máy tính nó có thể giao tiếp với nhau, thì nó phải có một cái giao thức chung. Thì thực chất chúng ta có rất nhiều giao thức, nhưng ở đây thầy chỉ giới thiệu giao thức là TCP/IP. Đây là một cái giao thức rất phổ biến hiện nay, hầu như là ở đâu cũng sử dụng ha, giao thức TCP/IP. Nó có những giao thức như là IPX, nhiều lắm thầy không nhớ nữa, nhưng mà có những thời xưa thầy nhớ là khi thầy chơi game thì không dùng TCP/IP, thời xưa xưa thì dùng IPX ha. Như vậy thì cái giao thức đó là gì? Cái giao thức đó chính là cái giống như một cái ngôn ngữ chung để các máy tính có thể giao tiếp với nhau. Giống như máy này nó gửi một cái file qua máy kia hiểu, máy kia nói là tôi nhận được rồi, thì bên máy này nó nhận được tín hiệu là bên đó báo đã nhận được rồi. Thì cái giao thức đó giống như một cái ngôn ngữ chung để các máy tính có thể trao đổi dữ liệu với nhau, có thể dùng chung thiết bị ha. Thì cái này gọi là giao giao thức. Rồi như vậy thì thầy định nghĩa giao thức nè. Giao thức truyền thông đó là một cái bộ quy tắc mà phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dữ liệu ha. Các máy tính nhận dữ liệu, các máy tính truyền dữ liệu phải tuân thủ cái bộ quy tắc này. Thì quy tắc này người ta gọi là giao thức, giao thức trong mạng máy tính. Chưa? Rồi ha. Vậy giao thức truyền thông nó chính là ngôn ngữ giao tiếp chung của mạng. Ngôn ngữ giao tiếp chung của mạng ha. Ngày nay các bạn lên Facebook, mà lên trên các trang mạng, các bạn hay có những ngôn ngữ giao tiếp mà đôi khi thầy đọc thầy cũng không hiểu, giao thức Facebook. Ok, chúng ta học một cách thoải mái các bạn ha. Biết kiến thức, làm bài tập, có thể làm
một số thực hành trên máy tính, có thể sử dụng được máy tính một cách nhuần nhuyễn. Đó là cái mà thầy muốn truyền đạt cho các bạn ha, cần cố gắng ha. Ok, giao thức truyền thông là ngôn ngữ giao tiếp chung của mạng, của chung của mạng đó, đó là khái niệm. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu qua cái phần thứ ba, tức là phân loại mạng máy tính. Phân loại mạng máy tính là gì? Phân loại mạng máy tính là gì? Bây giờ mình tìm hiểu ha. Thì phân loại, tại sao mạng máy tính phải phân loại? Thực chất mạng máy tính có hai loại. Một là mạng cục bộ, hai là mạng diện rộng. Vậy mạng cục bộ là gì? Thì các bạn hình dung nè. Khi các bạn lên phòng máy, các máy tính của các bạn kết nối lại với nhau. Thì cái mạng đó người ta gọi là cục bộ, local. Local đó, có nghĩa là địa phương, cục bộ tại một cái chỗ, phạm vi hẹp, gọi là local. Thì tiếng Anh là, tiếng Anh của mạng cục bộ là LAN, có nghĩa là local area network, đó là mạng cục bộ, là mạng kết nối các máy tính ở gần nhau, đúng không? Các bạn 45 hoặc người sử dụng 30 chiếc máy tính, 30 chiếc máy tính nó kết nối lại với nhau trên phòng thực hành, thì cái đó gọi là mạng cục bộ. Chẳng hạn như mạng ở phòng học, ở một tòa nhà, một xí nghiệp, một công ty. Ví dụ một công ty có 10 phòng, mỗi một phòng có 5 máy tính, thì các máy tính này kết nối với nhau, người ta gọi là một cái mạng cục bộ. Được chưa? Phân biệt ha, mạng cục bộ, local area network. Đó, các bạn thấy không nè, máy văn phòng đoàn nè, server nè, máy phòng giáo viên, máy phòng tin học, tất cả các máy tính trong trường Ngô Quyền kết nối với nhau, người ta gọi là một cái mạng cục bộ LAN ha. Ok, loại thứ hai người ta gọi là mạng diện rộng. Vậy thì mạng diện rộng là gì? Mạng diện rộng là cái mạng kết nối ở một phạm vi rộng lớn, vị trí địa lý cách xa nhau. Ví dụ bây giờ bạn gửi một email từ máy tính của bạn, bạn gửi cho một người bạn ở bên Mỹ, thì email của bạn đầu tiên nó sẽ chạy qua cái mail server của Việt Nam, từ đây nó sẽ chuyển sang cái mail server ở bên Mỹ, từ bên Mỹ nó chuyển tới máy tính của người bạn của bạn, đúng không? Thì cái đường đi từ đây qua nó người ta gọi là một cái mạng diện rộng. Cái mạng diện rộng là WAN, viết tắt của cụm từ là Wide Area Network ha. Thì cái mạng diện rộng này là gì? Nó dùng để kết nối giữa các máy tính ở xa nhau, vị trí địa lý xa nhau, rất là xa. Thì các bạn nhìn xem ha, này, thì cái mạng cục bộ của trường Ngô Quyền có thể kết nối vào cái mạng cục bộ của sở giáo dục để làm những cái bài ví dụ như khảo sát vân vân, đúng không? Rồi các bạn có thể gửi mail từ một cái, từ cái mạng của trường Ngô Quyền đến một cái mạng ở một cái trường của các bạn ở bên Mỹ, ví dụ vậy. Như vậy thì các mạng cục bộ nó kết nối với nhau qua đường truyền internet, thì nguyên cái hệ thống rộng lớn trên khắp thế giới này người ta gọi là mạng WAN, gọi là mạng diện rộng. Ví dụ hệ thống mạng cục bộ của chúng ta, của thành phố Hồ Chí Minh kết nối với hệ thống mạng cục bộ của ngoài Hà Nội, của các tỉnh khác, của Long An, của Cần Thơ vân vân. Như vậy thì những cái gì mà vị trí rộng lớn xa người ta gọi là mạng diện rộng ha. Tất cả những cái đường truyền từ chúng ta đến những nơi đó gọi là WAN ha, gọi là mạng diện rộng. Vì thì thầy khái niệm lại ha, mạng diện rộng là mạng kết nối những máy tính ở cạnh nhau ở những khoảng cách lớn, rộng, vị trí địa lý lớn, xa. Thì mạng diện rộng thường liên kết giữa các mạng cục bộ, được chưa ha? Ok ha, cái này các bạn muốn rõ nhất là các bạn cứ lấy cái ví dụ về cái chơi game online, các bạn có cái nhóm các bạn cùng nhau ra một cái tiệm internet, các bạn chơi một nhóm đó, và ở một cái khác nó, người ta cũng có một nhóm nữa, thì các cái nhóm này có thể kết nối với nhau, cùng nhau chơi. Thì qua một cái hệ thống kết nối rộng lớn như vậy thì người ta gọi là mạng diện rộng, mạng WAN ha. Rồi các mô hình, các mô hình, trong mô hình này thì bây giờ mình tìm hiểu về một số cái mô hình mạng ha, một số cái mô hình mạng. Thì các mô hình mạng thì thường nó bình đẳng với nhau, thích hợp với mạng quy mô nhỏ, ưu điểm là xây dựng và bảo trì đơn giản, chế độ bảo mật kém ha. Thì nói chung cũng tùy đơn vị, tùy cái phạm vi và tùy cái mức độ đầu tư, người ta sẽ có những cái mô hình mạng như mô hình mạng ngang hàng, như hồi nãy thầy nói đó, mô hình đường thẳng thì dễ làm nhưng mà nhược điểm nó bảo mật kém. Nó có một cái mô hình gọi là mô hình mạng khách chủ. Thì cái mô hình mạng khách chủ này người ta gọi là mô hình client server. Thì cái này là như vậy nè các bạn. Mô hình khách chủ, các bạn thường hay nghe máy chủ, server không? Đó, chủ là server, client là các bạn. Ví dụ bây giờ
người ta tổ chức một cái máy chủ mà chia sẻ nhạc. Các bạn có vào cái trang chia sẻ nhạc không? À, các bạn có vào cái trang Zing MP3 không? Đó, đó là những cái máy chủ chia sẻ. Và khi các bạn ngồi ở nhà, các bạn lên máy tính, các bạn lên cái chiếc điện thoại di động, chúng ta truy cập vào, chúng ta nghe, chúng ta xem, chúng ta vào những trang web, chúng ta đọc tin tức, thì chúng ta lúc đó là client. Cái máy chúng ta đang sử dụng, máy tính bảng, điện thoại, thì gọi là client. Thì cái mô hình như vậy người ta gọi là mô hình khách chủ, và kết nối gì, thông qua cái đường truyền internet, đúng không? Các bạn gọi điện thoại, các bấm vô Zing MP3, bữa nay nó có bài này mới nhất của Mỹ Tâm là bấm vào các bạn nghe. Thì đó có nghĩa là các bạn thông qua internet tại cái địa phương các bạn, cục bộ các bạn đi qua internet, các bạn đến cái máy chủ của cái công ty Zing MP3 đó, các bạn lấy nhạc xuống các bạn nghe. Thì cái mô hình như vậy gọi là mô hình khách chủ. Nó cũng giống như là các bạn chơi game online, thì người ta tổ chức một cái game server, các bạn truy cập vào đó, mỗi người có một account, mỗi người có thể đi chơi đánh trận gì đó vân vân, cùng làm việc với nhau trên cái game đó đó. Thì những cái mô hình này người ta gọi là mô hình khách chủ, và ngày nay cái mô hình mạng khách chủ này nó rất là phổ biến ha, hầu như là người ta xây dựng rất nhiều, thành ra là chúng ta cũng sử dụng rất nhiều luôn, đúng không? Các bạn có vào những trang mua bán như là trang Shopee nè, Tiki nè. Đó, đó là một dạng mô hình khách chủ. Các bạn ngồi ở client, các bạn thực hiện đặt hàng, thì cái server người ta cập nhật dữ liệu thôi, rồi sau đó người ta có những người ta ngồi ở máy server đó, người ta lấy tín hiệu, lấy dữ liệu, lấy xuống à đơn hàng này, rồi thực hiện việc giao hàng cho các bạn. Đó là mô hình khách chủ ha. Thì qua cái bài này thì thầy muốn các bạn hiểu được về các cái hệ thống, mà bây giờ hệ thống mạng và các cái kết nối mạng và các cái mô hình ha. Giờ thầy sẽ chốt lại, thầy sẽ tóm lại cái ý nãy giờ thầy giảng cho các bạn ha. Thứ nhất, hệ thống mạng máy tính thì nó bao gồm ba thành phần ha: hệ thống mạng máy tính, các thiết bị kết nối và phần mềm được dùng để giao tiếp. À, các phương tiện để kết nối mạng thì chúng ta sẽ có hai phương tiện, một kết nối không dây và một kết nối có dây. Có dây thì phải dùng các cái thiết bị kết nối ha. À, còn không dây thì chúng ta kết nối qua wifi, qua một cái bộ định tuyến. À, rồi các cái mô hình mạng thì chúng ta sẽ nhớ là cái mô hình có dây thì nó sẽ có là một mạng ngang hàng nè, kết nối theo đường thẳng, hình sao, hình tròn, hình vòng, đúng không? Rồi một cái mô hình mới hiện đại ngày nay, người ta dùng cái mô hình khách chủ là client server. Thì đó là cái phạm vi bài số 20 của chúng ta ha. Vậy thì thầy không biết là kịp giờ hay không, nếu mà vừa rồi là trường chúng ta ban giám hiệu mới quyết định điều chỉnh cái thời gian học của chúng ta một tiết, chúng ta chỉ học trong 40 phút thôi, thì để thầy kiểm tra ha. À, nếu mà kịp giờ thì bây giờ thầy sẽ cho một cái bài tập các bạn làm, các bạn gửi nộp cho thầy, trong trường hợp không kịp thì tiết sau chúng ta làm ha. Gì thì có gì thầy sẽ comment lên trên cái Google Classroom của mình ha. Thầy kết thúc bài giảng ở đây, thì các cái bài tập thì thầy sẽ cho các bạn làm bài tập của trang số 140 trong sách giáo khoa của mình. Bây giờ thầy đọc lại các câu hỏi này ha, nếu có gì thì nếu thì thầy có yêu cầu làm thì các bạn cố gắng thực hiện bằng cách là soạn file Word, trả lời trong file Word đó là gửi cho thầy. Nhớ nha, tất cả các bài tập đều có tính điểm. Tuần trước chúng ta đã có một bài kiểm tra 15 phút rồi ha, tuần này các bạn cố gắng hoàn tất để có một cái cột khác, thì chúng ta có tới hai cột điểm 15 phút lận ha. Đây là cái bài tập mà thầy thầy muốn các bạn làm ha. Bài này khá dễ. Câu 1, mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính. Câu 2 là trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của mạng máy tính. Câu 3 là hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây. Ở cái này hay đó ha. Câu thứ 6, chúng ta bỏ 4, 5, 7 nha. Câu 6 là hãy nêu sự giống nhau và khác nhau của mạng LAN và mạng WAN. Ok, cái gì thì thầy sẽ soạn thành một cái file rồi thầy gửi ha. Bây giờ thầy kết thúc bài giảng ở đây. Thân ái chào các em.